cùng từng xe dây gốc cây chú mưa, đến hôm nay ta đã chung một lối, anh không còn phải đi xa đón nữa. Giờ đây chung trên mây ta cùng đón tương lai, ta cầm tay ta cùng vui say trên bước đường dài. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Dù gian khó dẫu mưa gió ta cũng đón ngày mai. Theo lời mẹ sau cơn mưa ta chạy xe nắng lạnh. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta đã về chung một nhà. Thưa quý vị thân mến, không có lý do gì mà nguyên chương trình 7 người mà 2 người ngồi đây khi hai ta về một nhà. Chúng ta thường thấy trong những bộ phim người ta gọi là phim giả tình thật, thì cái này là game giả tình thật. Chương trình muốn làm cái món canh chua là có thơm với cà, hai đứa phải quấn vô. Đã quấn vô rồi. Quấn vô, anh thả con cá vô là ok. À là canh thơm cà. Đúng. Dạng nấu ngót đó. Nấu ngót đó. À, phải quện vô. Quện vô nè. Quện vô. Ngày xưa có thời mà Vinh ngồi bên hiên ngắm lá rơi. Ê. Nhìn núi hoa ngứng ngơi trên ngàn. Thời đó là Thiếu Ngân còn làm người mẫu, đúng chưa? Dạ đúng. Và mới tập tài để đóng phim thì Vinh và Ngân, thưa quý vị, lần đầu tiên bật mí trên sóng truyền hình đã có một thời gian qua lại với nhau. Qua lại hồi nào anh? Chưa có qua lại. Có thời gian hai đứa rải đinh lẫn nhau. À, tính là xưa giờ rải đinh, đúng chưa? Không có. Bây giờ chỉ có chính thức ngày hôm nay chúng tôi mới quấn để nấu ra món canh chua. Mà Ngân trả lời ngày xưa ấy có thích Trương Thế Vinh không? Xưa là em không có thích anh Vinh mà anh Vinh theo đuổi em mà em. Thôi, anh nói thiệt đi. Cái chuyện ấy thì chúng ta để sau chương trình, rồi hai bạn, những người độc thân thì có quyền tìm hiểu nhau. Chuyện nói chuyện bình thường. Bình thường. Còn đây chúng ta đang hợp tác với nhau để cùng tạo ra những cái tiếng cười cho bà con nha. Yeah. Thì thưa quý vị, đây chúng ta thấy nấm, thơm, rồi cà chua, rau củ quả. Thì cuộc sống phải cần rau củ quả organic để có vitamin cho cuộc sống nó thêm nhẹ nhàng, bữa ăn thêm phong phú. Nấm màu đỏ là nấm độc quá nha anh. Nhìn thấy nó lòi là biết rồi kìa. À, bây giờ chúng ta mời tiếp những người có duyên hơn xuất hiện. Chúng ta sẽ chào đón Ninh Dương, Lan Ngọc. Em là thể loại rau củ quả gì? Này chắc cỏ bờ cỏ bụi đâu đấy chứ. À, cỏ bờ cỏ bụi. Em là rau tốt cho sức khỏe của con người. Chúng ta mời tiếp theo một nhân vật mà chúng tôi tạm gọi là leo bờ leo bụi. Là thằng dạy dây leo á, ở đâu cũng móc méo được hết trơn. Lâm Vĩ Dạ. Cải thìa đúng không? Dạ. Anh Vinh ơi, anh có đói không? Anh không. Anh ăn cà chua với ăn bờ bụi rồi. Dạ, em ăn luôn đi. Thôi. Không, em thì lát anh lấy cái hộp của anh muối chua nha. Chứ còn không ai ăn sống vậy được đâu. Bây giờ chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị một gương mặt nam thần. Wow. Của điện ảnh Việt Nam. Một gương mặt với những vũ điệu, ngôn ngữ, nhảy múa trên bờ môi đầy đặn. Và đặc biệt hai cái tay luôn đi đằng trước. Đúng, có những cái body language vậy thôi. Chứ không có vậy. Người thường là người ta vậy nha. Rồi, là chân này tay kia còn không. Kìa anh Vinh làm giống kìa. Anh Giang à. Đừng có chọc ghẹo người ta, người ta có thể nuốt anh được luôn á. Trời, cái miệng nó nuốt luôn chợ Bến Thành với anh nhầm vậy. Xin giới thiệu tới quý vị live streamer Lê Dương Bảo Lâm.
Em đây. À, cái gì vậy? Em vui quá. Sao vui? Tại vì ngày hôm nay em thấy một nụ. Nụ nào? Nụ Tiến Lực. Hôm qua là Lê Dũng Vũ Lâm đi ăn với Tiến Lực. Rồi không biết sao sáng nay Tiến Lực đau bụng nghỉ. Đó. Ủa em tưởng là Lâm nuốt anh Lực rồi chứ. Đây, ở nằm trong ruột em. Trời ơi, anh Lực ơi. Hey. Đâu hát bài tặng mọi người, trừ bài anh Yên Tâm Đồng Nai nha. Mùa xuân con chim hót trên trời, rằng em xuân nay lớn thêm rồi. Lúc em soi gương ngoài kia nắng lấp lánh khiến cho hồng thì má em. Mẹ khen con tôi lớn xinh nhiều, mẹ may cho em áo hoa đẹp. Lúc em soi gương ngoài kia nắng lấp lánh khiến cho hồng thì má em. Cho hồng thì má em. Vừa rồi là cái phần độc rap đó hả? Em hát á. Nói chung mình là nghệ sĩ hài, mình biết hát vui là được. Dạ, vui. Chứ đâu cần hát hay. Thần thái, được rồi. Đúng rồi, mình hát mà mình không ra MV là được rồi. Đúng rồi, nhiều khi hát dở mà cho MV. Ai à, nói ai hả? Mà thấy trên thang máy đi xuống là như rùm lum la. Là cái biểu diễn, phần biểu diễn nè. Biểu diễn. Mà ok không? Cũng hơi bắp bắp nhẹ. Mà tự tin hay thiệt. Đâu, biểu diễn sao, biểu diễn lại coi. Đi thang máy vậy đó. Ôi, giúp coi em có đang rảnh không? Nếu em rảnh thì anh chỉ đi. Tức là từ bay mình đi rồi. Vậy hả? Hay thiệt, bản lĩnh đâu mà xuất hiện như vậy. Nói gì vậy chứ em? Có nghĩa là, ủa? Gì vậy? Ủa, bây giờ là nói Ngọc quá hả? Ủa, sao quen vậy? Trời ơi. Ủa? Là bước trên cầu thang xuống đó. Trên cầu thang xuống, ê nhóc con em đang rảnh không? Ê nhóc con em đang rảnh không? Sao? Em nói nghe nè, em là bà con của người mời anh tới đây. Nếu mà anh còn sỉ vả em ngay tại chương trình này hey. Thì anh biết anh rồi đó. Không, anh hát hay. Em dễ thương thiệt. Bây giờ mọi người ơi, cắt sóng anh Lâm được rồi. Thôi Ngọc, anh xin lỗi. Anh tới đây là đủ rồi, niềm vui cho mọi người vô đây là đủ rồi. Trời, thiếu anh. Em không vui. Nhưng mà anh Giang vui, anh vui không anh Giang? Ngọc không vui hả? Em không vui. Ngọc em vui, vui à? Em về đi. Em về đi. Về đi. Về đi. Người ta đang vui mà đúng không bà con quý vị? Đang quá vui. Nhưng mà riêng phần hát thì Lâm hay Ngọc hay tất cả anh em mình, trừ Vinh ra ca sĩ không nói. Dạ. Thì anh em mình hát cho bằng ca sĩ rồi. Này đúng, nọ. Đúng. Sau đây chúng ta lui lại. Để cùng chào đón ca sĩ, một nhạc sĩ, một nhà sản xuất âm nhạc rất thành công. Đây là một người mà có nhiều bài hit. Và đặc biệt là cái nhạc của người này á, nó không giống với bất kỳ ai trong showbiz hết. Nó riêng biệt. Xin giới thiệu Vũ Cát Tường. Thưa quý vị, thưa quý vị, có ai muốn ăn cà tím nướng mỡ hành không? Hả? Em là fan của món đó hả? À, em ăn cà tím nướng mỡ hành nhưng không để mỡ hành. À, cà tím nướng nước mắm rồi thôi. Cà tím âm đi vậy, ăn cà tím âm. Không không không, cà tím nướng mỡ hành có nước mắm mà không với để mỡ hành. Đậu phộng. Vậy cà tím nướng thôi, còn cà tím nướng mỡ hành. Ờ là không để mỡ hành. À. Cà tím nướng mỡ hành không để mỡ hành. Món là sao vậy? Món vậy cà tím nướng đi. Cà tím nướng mỡ. Cà tím nướng á, người ta sẽ không hiểu. Nhưng mà anh nói cà tím nướng mỡ hành người mà ta không sẽ mỡ hành. Đúng, đúng. Sao đang cử một người nói chuyện dễ hiểu nhất chương trình này qua nói chuyện với Vũ Cát Tường. Mời vô. Đây, tụi em là giống gà chung với nhau nên sẽ dễ hiểu nhau hơn. Dạ. Yeah. Hình như đây là lần đầu tiên Tường đến chương trình phải không? Dạ. Yeah. Tường có thể hát tặng mọi người một bài được không? Một khúc đi, mọi người hát chung với Tường nha. Có người nói anh xấu thế nào khi nhìn anh ăn lúc chưa no. Có người nói anh khó thế nào khi nhìn gương mặt anh đắn đo. Có người nói anh ấm thế nào khi ùa đến cuộn trong cánh tay anh. Có người cho anh biết thế nào là dành một đời để yêu một người. Cảm ơn tất cả các bạn cũng như là Vũ Cát Tường. Thưa quý vị, chị phi công các bạn biết đâu mà nào cùng ba vậy đi. Sách vở hát hoài. Chúng em xin chào mừng toàn thể quý vị đã đến với chương trình Bảy Nụ Cười. Yeah.
chương trình do Đài Truyền Thành Phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hai tuần trên HTV7. Ủa tại sao đội hình nó sáu trò hết trơn vậy? Dạ đây là một đội nè anh. Rồi thưa quý vị. Chưa, từ từ để mình tính lại. Bây giờ chúng ta sẽ chia đội để làm sao nó phù hợp để mình còn giao chiến với nhau. Ủa? Ủa sao sau lưng em không còn ai vậy? Ủa gì vậy? Đó là đội trong sáng. Này đội ngoài tối hả? Trong tối. Thôi mình về chứ. Nói gì nói chứ cũng chị em với nhau thương thương thương. Ai mà vô đó đó nè. Ai mà vô đó là dữ lắm luôn á. À Quang bắp cải đi cưng. Qua bắp cải đi. Một mình em sao gánh nổi hai người. Ủa sao chưa? Sao có Ngân nữa hả? À, em cũng không có nhu cầu ở gần con cà chua này lắm. Trương Thế Vinh, Lan Bích Dạ và Thúy Ngân một đội. Còn lại là Lan Ngọc, Lê Dương Bảo Lâm và Vũ Tường một đội. Mọi người sao vậy, đội của mình sẽ thắng nè. Con muốn chú giới thiệu sơ lược về tiềm năng bên đây không? Lê Dương Bảo Lâm là một người hoạt ngôn. Đó, sai ý đến L. Đó. 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 Lan Ngọc hát dở nha. Rồi xong. Không sao, không sao. Có em rồi. Tổn thương thiệt luôn á. Thiệt á. Sao? Xong can bài chơi. Hỏi tuyển. Xong can bài chơi. Hỏi tuyển. Xong can bài chơi. Hỏi tuyển. Được, được, này được, này được. Thời gian trôi qua nhanh như tia nắng say. Khoảng cách xiết đôi ta trong phút giây. Ngày lâu nay ta từ lúc ta phải nói chia xa từ đây. Thôi không cắt vũ ác từ rồi vậy á. Đó là đó. Còn trong em đừng biết cho mai sau ta có nhau. Em vậy luôn hả? À, Cát Tường là vậy đó hả? Đúng không mọi người, đúng hết người vậy. Thưa quý vị, chương trình đang nóng, đang hot quá. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với trò chơi đầu tiên của 7 nụ cười. Go! Chào mừng toàn thể quý vị khán giả thân yêu đang quay trở lại với chương trình 7 nụ cười. Go! Thưa quý vị thân mến, bây giờ sẽ là trò chơi thu hoạch cà rốt. Chúng ta sẽ có 3 lượt chơi. Mỗi lượt là 2 thành viên của mỗi đội đấu với nhau. Sau 3 lượt, đội nào thắng nhiều hơn lượt thì đội đó giành chiến thắng chung cuộc ở trò chơi này. Ok. Mình chọn đối thủ đi nào. Em chơi... chọn Dĩ Dạ. Em không chọn Lâm, em chọn Vũ Cát Tường. Tôi chọn Lan Ngọc. Tu luôn. Tôi danh bự quá. Khi tín hiệu bắt đầu thì hai người bắt đầu vượt trước ngại vật. Sau đó chúng ta sẽ nhảy ngựa qua những cái này. Sau đó về đây chúng ta sẽ quay dòi dòi là 10 vòng. Sau đó chúng ta hứng làm sao cho củ cà rốt này lọt vào trong túi áo mà không được dùng tay. Ví dụ đó. Rồi sau chúng ta làm gì đó cho nó lòi ra lại. Xong tới đây hất vô. Ra ngoài. Nếu nó không vô lụm hất lại. Lụm xong để vô. Lành lại. Lụm nữa anh kìa. Tới tối luôn. Tới tối. Làm như vậy đến khi nào mà chúng ta hoàn thành thì thôi. Rồi chơi. Rồi chơi. C. Một cuộc đấu tranh rất mạnh mẽ giữa của hai cô gái. Cỡ lên chị Dạ ơi. Đúng rồi. Cỡ lên. Thôi cũng lộn nè. Chị sao? Chị chết với em. Chị đâu có tưởng chị lớn hơn em. Là chị mạnh. Thưa quý vị, ngay bây giờ là cuộc đối đầu nãy nữa. Lâm Dạ và Ninh Dương Học. Go! Cua là đi đấy, ủa sao bình tĩnh vậy? Cua lên. Em bây giờ mình lấy gì? Lấy cà rốt hả? Phải chị lấy một xong. Cái em cho chị. Mình bỏ vào túi nào? Bỏ vào túi nào? Ủa cái đó đâu có dùng. Thôi em thích lấy. Có cho Thảo. Chị đi cẩn thận nha, coi chú mong em. Ý bên chị chị em nè. Chị xuống trước đi. Cảm ơn em. Mình bệnh không hay đứa. Mình lấy cà rốt mình bỏ lại cho bên cái khăn bên này. Và chương trình chúng tôi có tính thời gian nha. Mình nhảy đi. Ah.
Có sao không Ngọc? Em có sao không? Em black. Em black. Black quá. Sai do sao? Sai. Sai giống Lan Ngọc kìa. Ủa, phải sai giống vậy hả? Thôi, dữ vậy. Để em làm ơi, làm ơi. 2 3 Cúi xuống. Rối loạn tuyệt đình. 5 6 Dạ chưa nha, dạ mới có 5 thôi. Dạ chưa đủ, 5 lần nữa. Em đợi chờ, em đợi chờ. Mẹ đi trời ơi. Vô túi nha, hứng vô túi nha. Em đợi chị dạ. Em ơi, chị chóng mặt quá. Trời ơi. Ngọc ơi, Ngọc, hứng vô túi. Ngọc vô túi đây hả? Không vô lọt. Dạ. Em ơi, cái túi này làm chị nhớ sự tích ăn phế trả vàng. Mai túi ba gan đem đi mà đựng cà rốt. Ê, cho tụi anh chơi với. Đi lên, đi lên, lên. Dạ, đúng cà rốt bây giờ. Dạ, 1, 2, 3. Hay quá vậy. Lên, 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 lên. Lên, 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 lên. Ừ, cái cây rồi. Rồi, 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 rồi. Có được. Để cho nó ra ngoài đã. Đổ này đi. Hiểu không? Ê, 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 ê. 1, 2. Vào nha con, tội mẹ. Chị sẽ giúp em. 1, 2, 3. Ủa gì vậy? Cái chị dạ ơi. 1, 2. Giảm còn hết vào nữa. Vì Lan Ngọc đã về đích trước rồi. Tỷ số hiện tại là 1-0 cho đội Lan Ngọc. Thưa quý vị thân mến, như vậy là sau lượt đầu tiên, tình chị em. Nhưng Lan Ngọc khúc nào cần chị là chị, khúc nào cho đối thủ về sau là cho. Và hiện tại Lan Ngọc đang dẫn trước với tỷ số là 1-0. Xin ra đi, đồ giả dối. Bây giờ là Vũ Cát Tường và Lê Huỳnh Thúy Ngân. Vô. Quay. Bên kia. Quay chậm chậm thôi. Bao nhiêu một bị thôi. Ok, 10 đủ. Bà chưa nghe bà. Bà chưa quay vòng nào chỗ. Em quay 10 rồi. Nó quay nhanh lắm. Nãy giờ nó quay nhanh lắm. Quay rồi. Ok. Wow. Quay nữa. Để nó ngoài đúng rồi. Trời ơi. Làm lại. Ngăn. Lẹ. Mỗi người một lượt. Mỗi người một lượt. Rồi, đây, vô. Yeah. Rồi, Ngân vua ha. Ủa, mỗi người một lượt mà. Thưa quý vị,
chúng tôi chưa bao giờ nói rằng là mỗi người một lượt. Chúng tôi chỉ nói là các bạn phải tranh thủ, là tranh giành đối thủ. Tại sao lại nhường nhịn người ta? Không phải. Chị kêu hai người một lượt. Ủa một lượt hai người. Ủa lại một người được hai lượt. Bây giờ lượt cuối cùng, hai người đàn ông lực lượng của showbiz. Ê, chưa mà thua hổ cột. Thua cột. Anh Giang gì vậy? Anh Giang người ta đang giới thiệu thôi mà. Thưa quý vị, ngay bây giờ là hai người đàn ông showbiz. Một người là nam tính, một người là bờ vai vững chắc. Hai người sẽ cùng nhau vượt qua thử thách này như thế nào? Chúng ta chào đón Lê Dư Bảo Lâm và Trương Thế Vinh. Go! Ngắn này quá! Ngắn lắm đó! Quê mà! Rồi bỏ đi! Gãy bây giờ! Gãy! Em hai trái ra. Em đưa thuốc. Thưa quý vị thân mến, sau ba lượt chơi, chúng ta có kết quả như sau. Yeah. Lượt đầu tiên với sự ranh mảnh và gian xảo, chị em cú hít bất ngờ, cú cúi đẩy Lâm Dạ vào vực thẳm. Lan Ngọc giành chiến thắng ở lượt đầu tiên. Ở lượt thứ hai, Vũ Quốc Tường nhảy ngựa, chắc là hồi nhỏ tuổi thơ cũng dữ dội nên nhảy hoành tráng quá. Cái nào lọt bầm lại tiếp tục đòn của người ta thắng, Vũ Quốc Tường thắng tiếp. Đó. Ở cặp đàn ông cuối cùng thì chơi chán, hai đứa quê. Trời ơi. Thì chung cuộc là đội Vũ Quốc Tường, Ninh Dương Lan Ngọc, Lê Dư Bảo Lâm thắng hai lượt thì thắng đó. Yeah. Anh ơi, em thắng rồi, em có một lời thách đấu với lại anh Trường Giang. Chơi. Chơi anh luôn. Bây giờ em mời Lâm Chỉ Dạ sẽ làm MC của chương trình này. Kính thưa quý vị và các bạn. Khoan, nhỏ này xui lắm, đi ra đi. Chị Dạ cùng giùm anh. Are you ready? I'm ready. Ok, go. À, còn hai ngày sau lưng anh ơi. Nó kêu go rồi. Alo. Ủa dạ. Ủa chơi rồi hả? Chưa còn mà đến 1, 2, 3 gì hết mà. Ai ghê hả? Trận đấu đang diễn ra đó lên. Thỏ đẹp giữa thỏ trắng và thỏ đen. Thưa quý vị, ô thỏ trắng, thỏ trắng anh Giang, thỏ trắng anh Giang lui lại. Thỏ trắng anh Giang hãy cho con cà rốt vào cánh túi. Thỏ đen đang cho cà rốt vào túi. Thưa quý vị, thật tuyệt vời. Một tràng pháo tay cho thỏ đen. Thưa quý vị, bây giờ đang cho cà rốt vào trong thùng để đem đi xuất nhập khẩu. Ô thật tuyệt vời và thật bất ngờ chất vớt. Thỏ trắng ôi đáng đời lên 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 cố lên cho thỏ đen vô dở đều có chân cẩn thận. Thỏ trắng cố lên, thỏ đen cố lên, ô chất vớt rồi. Ây da, đây nè thỏ đen. Ây da, ây da. Thưa quý vị thân mến, như vậy là sau cái trò chơi đầu tiên thôi, không khí đã nóng bỏng rồi. Thì bây giờ Vũ Quốc Tường ơi, hồi xưa mình ở dưới quê á, mình nhảy gì giờ mình nhảy giỏi vậy? Thì mình tập nhảy xào á anh. Trong môn thể dục nó có mà. Hồi đó như không có đi học thể dục hay sao ta? Tại anh vì... mà nhảy xào mà anh cao rồi. Thường cái môn đó nó ngay hồi cấp 2 á, thì là lúc 5 giờ sáng qua dậy đi học á, chắc anh nghỉ á, tại anh ngủ quên. Chứ 5 giờ sáng không phải học. Thưa quý vị,
Ở trong đây nguyên cái dàn bảy trụ này có một người nhảy đẹp nhất, đó là Lan Ngọc. Tức là người ta là không có trên xích, là tới thẳng luôn, bay thẳng. Ê, còn không, Lan Ngọc là ê trên xích. Rồi, trên xích à. Đó. Rồi, đó. Đâu, biểu diễn lại nào. Mà sao Ngọc ơi, em dừng tới 6 chặng với vậy Ngọc. Quá cảnh. Đâu, làm lại cái coi, lấy hết từ xa lấy trớ rồi mà nha. Đây, chuyến bay từ tầng thứ nhất. Chúng ta đang có chuyến bay Vietnam Airlines, xin trân trọng. Ê, trên xích đó. Mà hay cái chỗ là cái càng nó dở cao quá ha. Hay quá ha. Cái càng nó dở lên tới đây luôn à. Dở lên tới đây. Nhưng mà nó bị hít xuống. Phòng ba của em nó to à, nên nó nặng. Nó 500 hay sao á. Nó hít những cái lực ở dưới. Mà chúng tôi đâu có nhu cầu là, đâu có nhu cầu đẩy ngã đâu. Thì em không muốn transit nữa. Chuyến bay quá dài rồi, khách hàng đã mệt rồi. Nhưng mà không cần biết nhảy cỡ nào cũng được. Nhưng mà đội chiến thắng ở trò chơi này đó chính là Vũ Cát Tường. Bây giờ chúng ta đến với trò chơi tiếp theo của chương trình Bảy Nụ Cười Show. Thưa quý vị thân mến, ngay bây giờ là một kịch bản đến từ đội của Lâm Vĩ Dạ, Trương Thúy Vinh và Thúy Ngân. Chúng ta sẽ chờ xem câu chuyện hiện đại này mang đến chúng ta nội dung như thế nào. Xin mời quý vị vỗ tay nồng nhiệt. Bây giờ em dọn luôn phải không? Thì em dọn nữa thôi má, là sao giờ chồng về chồng dọn đi. Trời ơi, được chứ là lớn à. Nè, em có làm trái cây cho chồng nè. Nè hả? Ngon không? Ngọt không? Hôm nay ăn cái gì vậy? Nấu gì ăn vậy? À, hôm nay em nấu canh chua, cá lóc với lại thịt kho tộ. Chồng ơi, nói nghe là em làm từ sáng giờ em mỏi chân quá. Chồng bóp chân cho em đi. Đầy được, đầy quá nha. Bóp chân đi. Trời ơi, thích quá à. Trời ơi. Mẹ. Mẹ mẹ về. Con xích ra. Buông tôi ra. Em đi ra đi, em đi ra đi. Mẹ đây cũng đỡ mà. Cái cổ mẹ bị làm sao vậy? Mẹ bị thái quá đốt xong cổ. Mới đi khám bác sĩ về. Nuôi con cho khôn cho lớn. Bây giờ mẹ nó bệnh tự đón xe buýt đi. Còn nó ở nhà nó nâng giò cho vợ nó. Hôm qua nói để con chở đi mẹ không chịu. Mẹ ơi, con mời mẹ uống nước. Nó chưa ngồi mà ngồi nước. Con mời mẹ ngồi. Để cái thế này đừng uống nước. Con mời mẹ ngồi. Cái cây đó là của bà ngoại để lại đó. Dạ. Để ly nước đây. Mời mẹ uống nước. Trà gì nguội vậy sao mà uống? À, dạ con thôi vô pha lại đi mẹ. Cái cây gậy của tôi đâu rồi? Nâng niu cho kỹ. Mẹ ơi, nước sôi nè, mẹ uống đi mẹ. Nóng bà, nóng lắm đó mẹ. Nóng lắm làm sao mà uống? Ê, có sao không em? Phỏng vợ con mẹ, mẹ làm gì? Làm vậy cái gì? Rõ ràng là cổ muốn hại phỏng mẹ. Dạ con. Có ai đời con dâu mà đi mời nước sôi mẹ chồng bao giờ? Dạ không phải, ý của con là con pha nước nóng hơn chút xíu thôi. Con pha chút xíu nước lạnh nữa mẹ. Ngồi xuống đi, mẹ nói chuyện với con. Thôi ngồi đi. Cô đứng lên. Dạ. Tôi không có cho cô ngồi. Cô vẫn làm dâu, cô phải đứng hầu chuyện mẹ chồng chứ. Phận đàn bà là đứng phía sau, hiểu chưa? Có chuyện gì mẹ nói con nghe. Con là con trai một của mẹ, là cháu đức tôn của gia đình này. Mà bây giờ con cưới vợ bao nhiêu năm rồi vẫn chưa có con là sao? Người ta nói cây độc không trái, gái độc không con. Không chừng độc thiệt á. Nãy mẹ khắp bệnh mà quên lấy thuốc rồi. Con đi lại chỗ phòng khám lấy thuốc cho mẹ đi. Dạ dạ. Cái tờ thuốc của mẹ vô nói tên là người ta biết, ta đưa. Dạ. Mẹ nói gì kệ nha, ráng chịu xíu.
Em biết rồi, em biết rồi. Yên tâm. Mẹ ơi, con có gọt trái cây này ngọt lắm á, mẹ ăn thử đi mẹ. Dạ, mẹ ăn mận đi. Thôi được rồi, con để đó đi. Già rồi bớt ăn trái cây lại lạnh bụng. Có dấu hiệu gì chưa con? Năm sáu năm gì rồi mà sao chưa thấy tin vui à? Con có dấu hiệu rồi mẹ. Con ngồi xuống, mẹ có chuyện muốn nói với con. Dạ. Mẹ con mình Vinh là con trai một. Mà bên nội nó thì con biết rồi đó. Họ quan trọng cái chuyện cháu nói giỏi tông đường dữ lắm. Sức khỏe mẹ dạo này cũng yếu dần. Mẹ chỉ mong ước một điều là trước khi mà mẹ nhắm mắt, mẹ có thể nhìn thấy được cháu nội mẹ sinh ra đời. Để có gì mẹ xuống dưới mẹ gặp ba con, mẹ còn ăn nói được với ổng. Chứ không mà xuống dưới thì không biết sao mà nhìn mặt ông, nhìn mặt ông bà. Mẹ ơi, con hiểu những cái điều mẹ nói. Con cũng rất là mong có con. Mẹ biết là tụi con cũng cố gắng mà. Ngày nào con cũng hầm gà ác cho chồng con ăn. Mẹ thông cảm cho tụi con nha. Tụi con sẽ cố gắng, mẹ đừng có buồn. Thường cái chuyện con cái á, nếu như mà nó chậm có thì vấn đề nó sẽ nằm một trong hai người. Là do cơ thể con không khỏe nên con chưa có con được. Con sẽ cố gắng luyện tập nhiều hơn mẹ. Con sẽ tập thể dục, con sẽ uống thuốc, con sẽ làm việc nhà nhiều hơn. Lúc đó sức khỏe con khỏe hơn rồi con sẽ có cháu cho mẹ nha. Con ngồi xuống đây. Con có thương thằng Vinh không? Dạ có, con thương ảnh nhiều lắm. Mẹ thương nó còn hơn bản thân mẹ nữa. Mẹ luôn muốn con mẹ được hạnh phúc. Nhưng con biết đó, người đàn ông mà ra đường có thành công như thế nào đi chăng nữa mà không hạnh phúc trong chính gia đình mình thì nó cũng thua rồi. Con có muốn bạn bè cười vô mặt nó là không có con không? Dạ không. Mẹ cũng vậy. Con ly dị với thằng Vinh đi. Con hãy cho nó cơ hội đến với một người khác đi. Để người ta sinh con đẻ cái cho nó. Để cho mẹ còn có cháu ẵm bồng. Có đứa nói giỏi tông đường gia đình mẹ. Con đừng có buồn, con hiểu không? Bây giờ nếu như không có thằng Vinh thì cũng có thằng này thằng kia nhiều người lắm. Người ta sẽ đem tới hạnh phúc cho con. Con hiểu không? Bây giờ vậy. Đây, mẹ có chuẩn bị sẵn hết cho con rồi ha. Mẹ có để dành dụm một số tiền. Cái tiền mà thằng Vinh nó cho mẹ đó, mẹ không có xài. Mẹ gửi tiết kiệm. Bây giờ mẹ sẽ đưa mẹ số ơi. Tiền đó cho con. Mẹ con xin mẹ. Không. Mẹ bắt con làm gì cũng được. Nhưng mà mẹ đừng phải nghe mẹ nói với chồng con. Con phải nghe mẹ nói, con còn trẻ. Cơ hội con còn nhiều lắm. Còn mẹ, mẹ không biết mẹ sống được bao lâu nữa. Cái mẹ mong chờ bây giờ là tiếng khóc của cháu mẹ. Con thương mẹ, con giúp giúp mẹ đi. Mẹ xin con mà. Ly dị thật Vinh nha con. Hãy cho nó một cuộc sống khác, một hạnh phúc mới được không con? Làm ơn đi. Vì bà già này con làm ơn được không con? Con hiểu những gì mẹ nói rồi. Con hiểu những gì mẹ nói. Mẹ muốn là tụi con ly hôn để cho anh Vinh có người mới. Nhưng mà nếu anh Vinh á, bắt anh phải lựa chọn á, chắc chắn anh sẽ không có làm đâu. Tại vì anh yêu con. Nếu anh phải chọn con á, thì anh sẽ mất gia đình. Còn nếu mà anh chọn gia đình á, thì anh sẽ hận mẹ suốt đời. Tình yêu của nó không lớn bằng danh dự của gia đình này đâu con. Nhưng con sẽ không để anh làm điều đó đâu mẹ. Con ơi, con phải hiểu cho mẹ. Mẹ không bao giờ muốn làm điều này đâu. Mẹ biết là nó thất đức dữ lắm. Nhưng mà con vì gia đình mẹ, con
gì thằng Vinh đi con. Con hiểu mà, con sẽ không để mẹ với anh Vinh khó xử đâu. Mẹ cảm ơn con. Con sẽ đi. Nhưng mà trước khi con đi, mẹ hãy tìm một người vợ tốt cho anh Vinh nha. Cảm ơn con nhiều lắm. Mẹ ơi, Phúc nè mẹ. Mẹ Phúc à, bác sĩ dặn là uống ngày 3 lần, nhớ uống đều nha mẹ. Vậy hả, cảm ơn con. Trời đất ơi, tao nói già cả lẩm cẩm có bịch thuốc mà cũng quên. Ủa, vợ đâu mẹ? Vợ con hả? Mẹ bị sao vậy? Mẹ đâu có sao. Mẹ bị... Nói khóc hả? Không có. Giờ con nói gì với mẹ hả? Con nói gì đâu. Ngân ơi, con đừng có gọi nữa, vô ích thôi. Mẹ đã nói ngay từ đầu mà mẹ không chấp nhận con Ngân nó về làm dâu gia đình này. Vậy con nói vậy con. Ngân ơi, em ơi. Nó đi rồi. Vậy con đi đâu? Nó đi với người đàn ông khác rồi. Mẹ cứ nói sao, làm gì có chuyện đó được. Làm sao không có chuyện đó được? Chính mẹ đã phát hiện ra được cái chuyện tình đó. Con lo đi làm, thấy không? Làm sao con biết được vợ con lén lút với người ta như thế nào? Mẹ đã phát hiện ra được mọi thứ và đuổi cổ nó ra khỏi nhà này rồi. Nhưng mà cổ gian díu với ai? Với thằng Dương Lâm Đồng Nai. Không thể nào. Có chân nó hơn là cái miệng nó rộng hơn con thôi. Con hiểu không? Con không có tin, con kiếm vợ con về. Đuổi đi rồi. Mẹ đuổi vợ con đi luôn hả? Đúng như vậy. Không có con Ngân này thì vẫn còn con Ngân khác, nhiều người khác tốt hơn nó nhiều. Mày đuổi vợ con vì tụi con chưa có con đúng không? Không con. Cái chuyện đó là do con mẹ. Sao tụi con nói cái gì vậy Vinh? Con mẹ nuôi mẹ biết mà, mẹ cho con ăn gà ác rồi yến xào rồi thuốc bổ. Xem đi, vợ con biết mà vợ con chấp nhận đó mẹ. Giờ mẹ đuổi Ngân đi vậy trời sống ơi. Sao mẹ? Trời ơi, vậy là lỗi là nằm ở con thôi chứ. Hồi nhỏ mày mê chơi nhảy dây là tao nghi rồi. Trời ơi, nó chơi món của nữ thôi rồi bây giờ nó không ở bên trong, nó không có cái gì để mẹ. Trời ơi, chết tôi rồi. Bây giờ sao? Mẹ trả gần cho con đi, con không chịu. Mẹ ơi, Vinh ơi, mẹ làm chuyện có lỗi rồi Vinh ơi. Để con đi kiếm Ngân về. Mẹ đuổi nó đi rồi, con kiếm Ngân về cho mẹ. Chánh lên. Kính thưa quý vị thân mến, vừa rồi chúng tôi chứng kiến một câu chuyện. Một người đàn bà đã có tuổi, chỉ vì một đứa trẻ chưa được sinh ra mà làm náo loạn gia đình. Thì Vinh yếu. Trong kịch thôi. Trong kịch thôi. Thế nên bằng một giá bà này muốn cưới một cô khác về để đẻ cho bà. Và sau này khi bà biết được lý do là con trai mình yếu môn sinh và môn lý. Đúng. Nên là câu chuyện nó kết thúc bằng việc hối hận và đi tìm lại người con dâu đúng nghĩa, vì cô ấy đã hy sinh quá nhiều năm trời cho gia đình này. Đó là câu chuyện của bên Lâm Vĩ Dạ, Vinh và Ngân. Vỗ tay nồng nhiệt. Nếu như chúng ta thấy cái câu chuyện ở ngoài đời có không? Rất nhiều. Thế thì ngày xưa như thế nào? Chả lẽ tướng công tại sao không dễ khai hoa nở nhụy? Đại loại là như vậy. Thì chúng ta chờ xem Lê Dương Bảo Lâm, Ninh Dương Lan Ngọc và khách mời ngày hôm nay Vũ Cát Tường sẽ vượt qua như thế nào. Thưa quý vị, chúng ta cùng quay trở lại ngày xưa, thời cổ trang. Thì cái chuyện chồng con cũng như mẹ chồng sống với nhau trong một mái nhà, trong một gia trang nào đó thì sẽ như thế nào? Mời quý vị cùng đón xem. Tuấn Mã ơi, hãy phi nhắn báo cho con ta được biết rằng Bạch bà đã có mặt tại gia trang. Con ngựa ta nó đi, nó đang mệt rồi.
Thôi ta phải viết thư để cho bồ câu báo hiệu là bà ta đã có mặt ở đây thôi. Sao vậy? Ở nhà không lo chuyện mà hai đứa đi đâu? Tụi con mới vừa đi phượt về tới vẫn còn mệt quá. Rồi ai có cái gia trang này? Mẹ! Cái gì? Vợ con vẫn còn quỳ kia. Dạ, quỳ đó đi. Con vẫn quỳ. Ta nói cho con biết, khi trong rừng ta thấy con heo. Dạ, cứ để thiếp quỳ. Khi đi vô rừng ta thấy con heo, con nai, con cọp, con vịt, con nào cũng có con. Tại sao ngươi là con dâu mà hoài không đẻ? Dạ. Người ta thường nói cây độc không lá, cá độc không mang. Tại sao lâu quá mà không có mang? Nhìn mẹ đẹp cũng mất cười. Bây giờ ta đã nói rồi, nếu như mà hai đứa không có con thì lập tức ta sẽ gả Tam Tay cho bá dẹ Yên Lan bên. Hỏi bá dẹ lại đi. Bá dẹ là ai? Là bé dạ làng bên. Cô ta nổi tiếng là một người phụ nữ đẻ trai. Còn đứa con dâu cứ 30-40 năm rồi mà không đẻ thì bây giờ cũng đâu có đẻ được nữa, nếu như mà cưới cho người khác. Bây giờ hai đứa phải chia tay. Không. Đi nha. Phải chia cách xa, phải xa cách xa. Im đi mẹ, im đi. Im đi mẹ, im đi. Im đi mẹ, im đi. Con trốn à. Lên ngựa, trốn nè, lên á. Lên ngựa, quay. Trời ơi, đứng lại. Nhanh lên, ơi! Nhanh lên! Đây. Mẹ bắt đuổi được không nào? Đừng lại! Nhanh lên, chàng ơi! Mẹ bắt đuổi bắn! Mẹ nè! Mẹ nè! Mẹ! Đòi lưu đạn mẹ! Bắn luôn! Đứng lại đó! Bây giờ, tụi con có chia tay hay không? Mẹ ơi! Con là con của mẹ, con phải nghe lời mẹ! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ra đây! Nghe con nói! Con rất là yêu thê tử của con. Con không thể nào bỏ được đâu mẹ ơi. Bây giờ con không bỏ được đúng không? Đúng. Được rồi, mẹ sẽ chiều con. Bây giờ mẹ mệt quá, con có thể vô rừng hái cho mẹ một ít thuốc để mẹ đỡ mệt được. Nhưng mà mẹ hứa với con, mẹ không chia cách hai đứa con nữa. Mẹ hứa, mẹ mệt quá, mẹ chạy mẹ mệt. Dạ. Vậy thì em hãy ở nhà, ta đi đây. Tạm biệt. Cẩn thận. Phu quân hãy an lòng.
Mẹ. Giờ ở nơi đây chỉ còn con với mẹ. Con. Dạ. Bây giờ mẹ nói cho con nghe, mẹ thì cũng đã già rồi, tuổi mẹ đã lớn rồi, mẹ đang bệnh trong người. Nếu như mà không có cháu ẵm bồng thì coi như mẹ chết không nhắm mắt. Mẹ bệnh nhiều lắm con à. Mẹ bệnh gì? Mẹ bệnh tim. Con phải đẻ cho mẹ. Con muốn đẻ thì cũng được. Đẻ được đúng không? Mẹ muốn có cháu ẵm bồng. Mẹ muốn có cháu. Có cháu. Con sẽ có cháu cho mẹ. Là con có cháu rồi ư? Con có cháu, mẹ đợi con. Con ơi, sao vậy? Ê. Như vậy là con ta có cháu rồi. Ta sắp làm bà nội rồi. Mẹ. Gì à? Cháu. Mẹ nói mẹ muốn có cháu. Có cháu là có cháu ẵm bồng chứ không phải cháu dinh dưỡng, hiểu không? Hiểu không? Mẹ muốn có cháu. Con ơi, bây giờ con thương mẹ. Nếu như con thương thằng Tam Tai thì nếu như con không đẻ được thì con hãy rời xa đi. Con rời xa nó đi để cho nó có tìm được hạnh phúc mới và mẹ có cháu đi ẵm bồng. Mẹ à, thôi được rồi, mẹ muốn con đi con sẽ đi. Con đi đi, con đi. Nhưng đi. Mà mẹ, mẹ hãy nghe con nói. Cái chuyện mà không có con không phải là do con. Chứ do ai? Mà là do phu quân của con. Phu quân của con? Anh ấy có một cái bệnh, bệnh mà không ai chữa được. Thầy Lan cũng đã nói rồi mẹ. Thầy Lan nói rồi. Phu quân con bị gì? Thận của anh ấy. Thận của anh ấy có một chai mận. Và thầy Lan nói là chưa có ai có thể lấy ra được. Trời ơi. Bây giờ con đi. Con sẽ đi theo ý của mẹ. Nhưng mà mẹ hãy nhớ là những người con dâu sao cũng không phải là lỗi của họ, mà do con trai của mẹ. Thận có một chai mận. Trời ơi. Ta nhớ rồi. Ta còn nhớ mùa quải hương năm ấy. Ta bồng con trai ta vô rừng, rồi nó thấy trái mận rớt, nó lụm trái mận nó nuốt. Nhưng mà nó không tiêu hóa, nó rớt xuống cái thận. Mà bây giờ nó kẹt lại, hèn chi thận nó có trái mận. Như vậy ta đã hiểu lầm con ta rồi. Ngày hôm nay ta Bạch Bà Bà truyền lệnh cho cấp kinh thành, ai có thể lấy trái mận trong thận con trai ta ra, lập tức ta sẽ chia nửa gia tài. Tam Tai, con trốn à? Ra đi phu quân. Hả? Con đi đâu vậy? Con vừa đi xác thuốc cho mẹ. À, cái này không phải thuốc đâu. Ta vừa được bồ câu đưa thư báo. Thầy Lan nói là hãy bỏ bịch muối ớt vô cái thận và thả con Linh Dương Lan Ngọc vô, thì nó sẽ lấy trái mận chấm muối ớt. Và lúc đó con sẽ không còn bị bệnh thận nữa. Ô, ta là cứu được con ta rồi. Ta đã lấy được trái mận. Thưa quý vị, chúng ta vừa xem chương trình hết sức tào lao. Thưa quý vị, là chúng tôi với mong muốn duy nhất là mang lại nhiều tiếng cười cho quý vị để một tuần làm việc có năng lượng hơn. Bây giờ sẽ là lúc chúng ta bắt đầu bình chọn cho cái phần nào mà mình yêu thích hơn. Bây giờ là phiên bản đầu tiên, là phiên bản hiện đại của Lâm Vy và Thúy Ngân và Trương Thế Vinh. Quay mặt lại cho đỡ nhục nè. Mời bình chọn. Trời ơi, nhiều quá trời luôn, chưa thấy chưa? Nhiều quá nha. Xin cảm ơn. Và phần thứ hai là phần cổ trang của Lê Dũng Lâm, Ninh Như Lê Ngọc và Vũ Bắc Tường. Xin mời. Vâng, thưa quý vị, không nói gì thêm nữa, tỷ số 2-0. Ba đã chuẩn bị cho con. Chuẩn bị gì vậy ba? Thuốc bổ. Tối đêm này, một đêm duy nhất. Tối đêm này, một đêm duy nhất. Chỉ một đêm duy nhất thôi hả? Chỉ một đêm duy nhất. Tối đêm này, sau khi tập xong,
mình phải tập cho nó cường tráng, sau đó uống thuốc bổ vô. Tối đêm nay một đêm nhất là sáng mai que liền, hiểu chưa? Con đi công chuyện cái được không? Không, tập yoga, tập thể lực, thể hình đi vô. Đây, kéo ra, kéo tạ ra, để lên. Rồi, mày tập bác sĩ, đứng lên. Squat, biết squat không? Squat là gì? Đứng ngang lại. Cầm cái tạ lên đầu. Cầm tạ dơ lên đầu. Dơ cao lên. Dơ thẳng tay lên. Xuống. Bò xuống. Xuống nữa. Cái gì vậy? Squat gì đó, trời ơi. Chỉ một đêm duy nhất. Tối đêm nay. Squat. Sao nó không biết nè, thấy không? Xuống đó, giữ im, biết cái gì hết trơn đó, mặt vẫn cười tươi với đời. Sao được rồi, uống đi. Căn nhà này phải cần có tiếng trẻ thơ thì cuộc sống nó mới thêm thú vị, hiểu chưa? Uống miếng thuốc bổ vô. Tối đêm nay chỉ một đêm duy nhất. Căn nhà này lâu quá là không có tiếng trẻ thơ, nó cần có tiếng trẻ thơ để nó cân bằng lại nhịp sống, hiểu chưa? Hai chồng lấy cũng nhiều năm rồi, giờ tranh thủ có con này là vừa rồi. Thôi dẹp cái này vô đi, rồi mai tập tiếp. Mới đẩy có mấy cái mà sao nó yếu, đàn ông trai bây giờ yếu vậy mà rồi có con. Con ai vậy? Đứng ngoài cửa nghe ba nói là ba rất thèm tiếng trẻ con ở trong cái nhà này. Ba thèm là có liền đó ba. Ở đâu vậy? Là sao? Cái gì vậy? Con cầm cái tờ giấy của con đưa cho người đàn ông này coi đi. Con của mày thì mày nuôi đi. Ủa, trời ơi, chơi cũng phải kỹ. Cái gì đó mà để dắt tới nhà luôn vậy mà con vợ nó phát hiện chết. Con không biết thiệt. Mày, ba nhìn nó đi, đâu có giống con. Cái trán con vậy, nó gì sao giống được. Anh đừng có chơi. Tôi nói tôi nghe cái mùi, tôi là tôi biết cái mùi của anh rồi. Cái mùi mồ hôi nó y chang anh. Anh giấu gì cho nào? Anh giấu giếm cái gì? Mày bậy lắm. Vợ con mà mày không có. Hồi xưa mày đàn ông chưa có vợ tao nói, bây giờ đã có vợ rồi thì mình phải biết vợ mình thôi. Bây giờ lớn cỡ này rồi. Mấy tuổi rồi con? Dạ bông 4 tuổi. 4 trời tuổi ơi. Trời ơi, 4 năm trời mày giấu được, mày cũng chẳng mày hay thiệt. Đâu có, em ơi bình tĩnh. Trời ơi 4 năm tôi trời. Không có bình tĩnh được nữa. Nhiều khi mày của anh, của thằng Châu rồi sao? Châu nào? Em tôi không lẽ tôi không biết. Cái mặt nó giống y anh nè, giống y như tạc mà nó giống Châu nè. Em ngó thử coi cái mặt anh với mặt nó sao giống, em nhìn đi. Giống chỗ nào? Châu đâu? Châu ơi Châu. Dạ. Châu. Qua rồi. Con gái qua đây rồi. Để bà giải quyết. Nè. Ủa, con ai hả? Mày đọc đi, ba, mày đọc mà đi. Ba mà không giải quyết cho con vụ này con chết cho ba coi. Mày đọc đi. Thằng kia, vô đi ngồi. Chị, gia đình này riết rồi, không coi tao ra gì hết. Mày đọc lớn lên đi. Con của mày thì mày nuôi đi. Thì đó, của mày mày nuôi đi. Vậy gì? Tại sao? Con là đẻ một đứa nít đẻ ngoài giả thú như vậy mà bây giờ con không dám nhận. 4 năm trời rồi. Không có, nè, ba coi đi. Đó, nỗi khổ của con nè ba. Cái gì vậy? Cái gì vậy ba? Đừng nói với vợ con nghe. Ba đưa con coi coi ba. Thì ra mày đạn lép. Con đã nói rồi, con là bị... Sao hổng này mày không nói ngày nào tao cũng sắc thuốc cho mày uống rồi, tốn tiền thấy bà. Thảo nào cài mười mấy năm không có một đứa con là gì đây đó hả? Thì đó, bác sĩ đã nói rồi, ý sinh liêu. Chứng cứ ngồi phạm, đứng lên. Cái gì mà có mấy phần trăm vậy trời? Này, vô. Hả? Vậy là bây giờ không phải của chồng con. Ngồi xuống. Nhẹ người quá.
tập gym cho cố ha. Cái gì cũng phải kính. Rồi đi bỏ mối ha. Giao lưu ha. Giao lưu học hỏi. 4 năm trời mày giấu nó ở đâu? Bây giờ mẹ nó gửi tới đây nè. Mày đọc lớn đi, mày đọc lớn chưa đó chữ gì? Con của mày thì mày nuôi đi. Thì mày nuôi đi. Cái chuyện này nhục nhã nha, nha. Ủa mà tự nhiên nó đâu lôi thằng bé về rồi nói con của con là sao? Ai ở đâu ra vậy? Trong cái nhà này có hai đứa bay thì không lẽ con tao? Nó đứng ở ngoài cửa đó. Của chị mày dắt về. Chị cũng là con bả chứ bà dắt về mà. Im hả? Thôi mệt quá. Con bây giờ con nói thiệt luôn nè, con thề luôn nè. Từ trước đến giờ là con chưa bao giờ có chuyện gì với ai luôn á. Bởi vì con còn chưa xác định được con là sao mà. Là sao, là sao? Thì con không biết là con bên phía nào, trái phải. Ý nó nói nó không biết nó là bên trai hay bên mặn đó ba. Ba ơi, con nghĩ ba nên kêu hai đứa con gái rượu của ba đi. Tại vì trong ánh mắt của thằng bé này, con nhìn thấy ánh mắt của con báo trong đó. Nga như Út đâu? Gì ba? Ủa? Trời ơi, dễ thương quá vậy. Thấy chưa? Trời ơi. Mày tào lao em mày còn nhỏ xíu. Này 4 tuổi rồi. Không bậy tập bạ. Con ai vậy? Dễ thương quá vậy. Sao đứng ở đây vậy? Ủa ai vậy ba? Con ai vậy? Đây là một đứa con nít trước cửa nhà mình. Trên người nó một cột tờ giấy. Con của mày thì mày nuôi đi. Đang tìm cái nhân vật này trong đây nè. Trong gia đình này chắc chắn có quyết tâm của thằng bé. Trời. Và đây là vấn đề đạo đức. Bởi vì nó đứng ngay trước cửa nhà mình. Mà anh hai, con của anh hả? Không có, anh hai đi khám sức khỏe rồi. Khả năng có con là mấy phần trăm mà. Đặng lép mà nhận đặng lép mà chứ mắc gì ngại. Con của em hả? Châu ơi. Không mà, mệt quá. Vậy là con của ai? Trời ơi, mà đẹp trai. Bây giờ trong nhà này có ba người đàn ông. Hai người chưa có khả năng có con. Đừng nói tầm bậy con. Thì còn một người. Đó tầm bậy tầm bậy. Con nghĩ ba đạn súng cũng mạnh lắm. Bị ba lòi ra tới 4 đứa lần. Không lẽ không lòi được đứa chứ không? Thôi bây giờ để ba nói. Bây giờ chuyện này mà bể ra, bà con hàng xóm người ta cười. Tình cha con chắc chắn nó có sự dây thiêng liêng của nó. Bây giờ các con lớn hết rồi mà phạm sai lầm này thì ba cũng phải đứng ra mà gánh vác chứ không lẽ bỏ tụi bay. Nhục nhã lắm chứ không phải chuyện đùa đó. Ai làm thì chịu đi chứ chối hoài. Của bà đó thì của ai mà bà giờ... nói hoài mà đổi cho người này người kia. Con nít nó không biết nói dối đâu. Ba cho nó chạy tới ai nó kêu ba đi là biết người đó là ba nó liền. Bây giờ vậy Út, đưa cháu nó ra ngay cửa đi. Thôi ba, đưa ba. Đứng ngay đây thôi. Nhanh 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 nhanh. Nhục nhã lắm, gia đình mà người ta biết là chết. Có sợi dây ràng buộc huyết thống giữa cha và con nó rất là lớn. Cháu nó sẽ tự đi đến nơi nằm mà cháu nó nghĩ và nó biết đó là cha ruột của nó. Làm đi Út. Rồi bây giờ hả? Cô để con đây nha. Rồi ở trong đây con nhìn rõ ai là ba của con thì con đi lại hướng người đó. Ha. Rồi con đi đi. Nó mà tới chỗ tôi là thiệt á, tôi thương ông bác sĩ liền. Đi đi con. Có ba của con trong này không? Mấy đứa bay. Ba. Sống. Ba. Ba. Đứng lên con, đứng lên con. Ba. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Con ơi, cuộc đời ai có sự lầm lẫn con biết không? Con đang lầm lẫn đó. Đây, thôi, đây, không phải đâu. Ba. Không phải đâu. Không phải đâu. Ba. Ủa sao ba tại đây? Nín đi con. Thôi con, thôi đừng khóc nữa. Đừng. Trời ơi. Nó nín kìa. Trời ơi, nín rồi. Nhưng mà con... chú không phải ba của con đâu nghe. Ôi trời ơi. Sao nín đi con. Ba ơi. Ba nó không nín rồi ba. Thôi đừng khóc con. Trời ơi. Hết chối luôn. Hết chối luôn. Ba đọc đi. Ăn gã cho cố vô hết chối luôn. Trời ơi ba thiệt, ba chơi lớn dữ lắm nha. Ba nó đáng tuổi con đó. Ba đọc đi. Con của mày thì mày nuôi đi. Đó thì mày nuôi đi. Ba ôm con nó miếng đi ba.
Trời ơi, tội nghiệp con nhỏ quá. Lâu ngày rồi chắc không được gặp ba. Hèn chi. Bữa giờ nha, tối tối là ba đi ra ngoài, khuya mới về, y chang mà con bán rồi. Không ngờ ba giấu tụi con lâu vậy luôn á ba. Chắc ba cũng khó chịu lắm đúng không? Ý vậy là tự nhiên mình lòi ra đứa em nữa lấy cưng quá vậy. Nhưng mà nhìn lại cũng giống chứ đúng không chị? Đúng rồi. Hai mỏ công công y như nhau kiểu khác gì đâu. Không thể nào như vậy được. Ba quá, ba cứ chối hoài. Hèn chi hồi nãy giờ con thấy thằng nhỏ này nó quen dữ lắm. Đây, hình ba hồi nhỏ, đưa vô đi. Y chang rồi. Y chang rồi. Khác chỗ nào đâu? Có khác cái gì đâu. Vậy khác là thằng bé trong hình là ở chuồng thôi. Bây giờ lột quần thằng này ra đứng chụp hình là y chang luôn. Thôi bây giờ vậy ba đừng có ngại ngùng với con cái nữa. Đúng không? Mình cũng là trong một gia đình thôi. Bây giờ máu mủ mình thôi. Mà không lẽ mình từ bỏ. Bây giờ ba không nhận thì tụi con nhận. Dù gì nó cũng là em của tụi con. Đó, lại đây với tụi chị nha. Đây, đi xin giới thiệu từng thành viên trong gia đình. Đây là chị hai. Chị hai tên là Ngọc nè. Còn anh hai nè. Đó, rồi chị Ngà nè. Rồi anh Châu, chị Báo nè. Ngọc Ngà, Châu Báo. Con là cái gì? Đó, bây giờ trong gia đình của chị là có Ngọc Ngà, Châu Báo nè. Em tên là gì? Em tên là Vật. Trời ơi. Ngọc Ngà, Châu Báo, Vật. Vậy là... Đúng rồi, còn gì? Thằng Vật. Sao mà vô cái miệng ông tên nó nặng vậy? Thì nó tên Vật mà kêu là thằng Vật, nó em mình mà. Thôi, nó là con trai, nó là con gái chứ ông kêu là con Vật quá. Trời ơi, làm sao có chuyện này được? Tụi bay đừng có tin cái chuyện này được, làm sao có được. Ba. Trời ơi. Đau lòng quá. Thế cảnh này, con không ngờ luôn á ba. Trời ơi, tôi vui tới mức độ nào mà tôi vui quá luôn, tôi không biết trời. Sao ba? Con nói thiệt với ba, trong cuộc đời mình có những cơn mưa bất chợt. Mình chạy ngoài đường mà mình mưa, mình không có kịp mặc áo mưa hay là gì đó thì nó ướt. Nó ướt thì mình về mình lau khô, cái mình quên đi cơn mưa đó. Nhưng mà cái nước nó ngấm vào da, vào thịt của mình. Ba còn có lúc đi mưa. Con bây giờ muốn mưa không có. Mày đến đây à? Vật ơi, em cũng đã đến đây rồi. Thì thôi, Vật ngủ chung với ba. Ba Vật ngủ chung với nhau. Rồi bây giờ anh em mình phải suy nghĩ cách nào đó để mà nói chuyện với hàng xóm láng giềng, rồi bà con ở dưới quê nữa. Quan trọng là dạ. Ba đó. Ba dạ, phải anh. Nhận nó đi nha, chứ ba không nhận là con giận ba luôn á. Con cũng không thích là ba là một người đàn ông thiếu trách nhiệm đâu nha. Làm sao có thể được ta? Thôi, thôi mệt quá. Để cho ba ở đây một mình đi. Ba Vật ở đây một mình đi. Giờ mình sao chị? Giờ mình đi mua đồ cho em mình đi. Ừ đúng rồi, ba chị em mình đi mua đồ cho nó đi. Trời ơi, tự nhiên nay nhà con nít nhà vui rộn ràng. Không có đi mua đồ cho em đi. Ghét luôn, không lẽ mình bậy dữ vậy trời. Ngồi bên kia cho ngồi, tôi ngồi tôi bình tâm tôi suy nghĩ chút được không? Ê, qua bên kia ngồi đi. Qua bên kia ngồi cho tôi suy nghĩ chút được không? Má anh tên gì? Nhỏ rồi tên Nhã Phương trời. Lộn á, con lộn phải không? Con vẫn chơi á, má tên gì? Nhã Phương. Alo. Mày à? Ủa, cha chính hả? Tôi nè. Giấy tờ tôi ký hết rồi, vừa sang tên hết rồi, cái nhà này vừa đâu còn giấy tờ gì nữa. Tôi không có nói vụ đó. Sáng giờ có cái gì mới ở nhà xảy ra không? Có thằng nhóc nào tới nhà kiếm không?
tôi xin lỗi nha. Nhóc đó con tôi. Con rơi, con rơi. Của con nhỏ Nhã Phương phải không? Đúng rồi. Theo tôi ba nãy giờ đấy, chắc tại làm gia đình tôi xào xáo. Chắc tại cái áo gió tôi tặng ông mặc á, nó quen mùi tôi á. Trời ơi, tới hốt về, kêu Nhã Phương tới hốt về liền. Rồi, tôi hốt về liền mà, tôi đâu phải quốc ngữ Duy Phong đâu. Rồi, 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 vậy chứ, vậy chứ. Má. Má tên Nhã Phương đúng không? Ba là ông Chính, cái phải ông Bảy. Hai nút nữa mới tới. Hết hồn. Mấy đứa đâu? Con này. Ủa Phật, em ăn gì chưa Phật? Ba ơi, con mua được nhiều đồ cho em lắm. Nè em, Phật ơi, mọi người mua đồ cho Phật nhiều lắm. Qua đây em, qua đây em, ngồi đây. Đi đi đi, đi qua đó, đi qua đó thử đồ. Nè mấy đứa, bình tĩnh, bình tĩnh, ngồi xuống. Con trai, ba con đâu? Gì vậy? Ba. Cái áo này nó kêu bằng ba, chứ phải nó kêu ba là bằng ba, mấy đứa hiểu chưa? Cái áo này là của con trai chủ nhà cũ tặng lại cho ba. Đây là con trai mà của con trai chính. Ổng lén phén với cái bà nào đó tên là Phương. Có thằng nhóc này, bây giờ là bà Phương đó bà kiếm ông này, bà đưa đứa con cho nó nhận cha. Trời. Mà bây giờ bà đã không biết là ổng đi đâu thì mới đưa qua cái nhà này, tại nhà này nhà của ổng hồi trước. Trời ơi, tốn tiền mua đồ hết trơn. Sao mà đẻ ra tên mà đặt tên vật nữa, tự nhiên ráp vô cái nhà mình dính dễ sợ dính. Đó, thấy chưa? Hiểu lầm thôi chứ có cái gì đâu. Đó, chưa? Hồi nãy tưởng con, hồi nãy bà cũng tưởng bà con. Cũng vừa lo vừa mừng. Mừng là có đứa con, gia đình nó có tiếng nít. Bây giờ cuối cùng gia đình này cũng không có nít luôn. Ai nó không có. Gì? Mày đừng nói mày làm nít nha. Mày già lắm rồi nha. Gì chị Hải? Ôi. Ăn nhậu cho cố rồi. Ôi. Ủa vợ con nó ham nhậu hồi nào vậy? Từ lúc nào vợ con ham nhậu vậy? Mày nên nhớ, bác sĩ nói mày là phần trăm thấp, nhưng không có nghĩa là không có cơ hội. Hay là của người khác? Trời ơi, làm tuột mút dễ sợ luôn á ba. Mày điên hả? Không, con nói vợ đó mà. Coi chừng chị Hai bị mệt gì á. Em ơi em, thôi mà vợ tôi để tôi đụng. Chuyện gì đã xảy ra? Cho miếng xoài, cho miếng xoài. Em chua. Chua ngon quá. Em ơi, em nói một cái gì đó cho anh vui coi. Là em... Trời ơi! Trời ơi trời! Bao nhiêu năm trời! Hai đứa một lúc hả? Hai thằng một đứa hả? Hai tháng rồi! Trời ơi! Kỳ tích! Kỳ tích! Kỳ tích! Trời ơi hay quá em ơi, bao nhiêu năm gài vừa uống đồ bổ của ba cho không? Trời ơi, có hiểm nghiệm rồi, có hiểm nghiệm rồi. Ba uống đi ba. Thôi. Thưa quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại với phần cuối của chương trình 7 nụ cười sao. Trò chơi này ước gì Lê Dương Bảo Lâm chơi thì ngon. Sao vậy anh? Banh cái miệng ra. Banh cái miệng ra. Trời ơi. Mỗi bạn sẽ có một dụng cụ để làm khuôn miệng mình rộng hơn, sau đó ăn bánh của chúng tôi, bạn nào cắn được một cái là thành công. Mỗi người sẽ được đút bởi một người khác bên đội bên kia. Lâm cho dạ ăn. Đã khó ăn rồi thì tôi để anh chỗ đi. Lẹ đi còn mềm chỉ rồi. Quá à. Thôi nè em giúp chị nè. Cảm ơn An. Rồi giúp luôn. Không, không, không vậy, ai mượn vậy? Ai mượn vậy? Ai mượn vậy? Trời ơi. Không, tới người khác. Ok. Được ăn nữa không? Trời ơi, cái bỏ đủ vậy. Cái bỏ bằng ngân mà xấu, dã man. Cảnh nó nghi quá anh ơi. Rồi. Khó vậy. Dắt đi vô xung quanh đây rồi ha. Dạ Yên ơi thôi. Nghĩ nghĩ chạy quá. Em để yên mà.
Thôi đi nằm cực vậy. Em đấy mà mắc cười nó rung. Nè anh Vinh, nè anh Vinh. Thôi. Nè anh Vinh. Đó, lẹ lẹ. Thôi đủ thế luôn, ghê quá. Không đẹp người ta. Em điên. Mọi người thấy không? Phòng đi chứ không có làm gì hết trơn á. Đúng rồi, ăn đi anh. Ăn chồng mà ăn cậu lao không được. Trời, không đẹp quá. Thưa quý vị, cái trò chơi vừa rồi là những phút thư giãn cơ hàm cuối cùng thôi. Trời ơi. Muốn có tường thân mến. Dạ. Ngày hôm nay tới tham gia chương trình bạn thấy sao? Đau. Sao đau? Cha này lấy mẹ quýnh, xin lỗi. Mẹ quýnh. Trời ơi. Quýnh chúng bay, xin lỗi rồi, cứ làm ta bị ái nái. Ai biết trời em? Ơi, sưng luôn rồi nè. Không trời sao đâu. Sưng bầm tím luôn nè, quý vị fan ơi. Phạt đi, phạt lắm đi. Phạt bắt ăn đi. Lê Dương Bảo Lâm nha. Phạt bắt ăn đi. Thôi, đừng ăn hiếp mẹ. Cảm ơn tất cả mọi người đã tạo nên một cái chương trình buổi tối ngày hôm nay, một số phát sóng dễ thương và vui vẻ. Hôm nay là một trong những số vui nhất của chương trình. Thì cảm ơn tất cả mọi người, các anh chị nghệ sĩ, cảm ơn Vũ Cát Tường, cảm ơn toàn thể quý vị khán giả đã dành thời gian ủng hộ chương trình của chúng tôi. Chương trình Bảy Đục Mùa Xuân được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hai tuần trên HTV7. Chương trình do Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh phối công ty Đồng Tem Promotion thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại. Bảy Đục Mùa Xuân. Lời ca hát của người nó động lòng trời. Đề cử tao xuống đây. Ý như vậy tôi là người được chọn sao? Đúng vậy. Hả? Ngươi là người được chọn. Ngươi được hai lựa chọn. Một sống hay chết, ngươi chọn đi. À, cái này là cái cái trái chua chua màu cam để dắt gì vô cái đó đó. Ủa, em bảo rồi, Cái gì? Dày lắm nha, cái này dày lắm nha. Cái bình đó xong rồi giống miếng để dắt nha. Dắt gì nè? Mới dắt cao hả? Không phải, cái đồ bằng ngủ. Cái đó là cái gì? Mò lắm. Chị mới có 10 vòng. 12 vòng đi. Ơi. Yeah! 5 vòng và một nụ hôn. Ghê quá, không ai hôn đâu. Hôn trước mà quay sau. Em chứ, đương nhiên là không thể nào hôn Lê Dương Bảo Lâm rồi. Trời ơi. Như con cá vừa kiến. Em xin lỗi. Con xin chịu giùm con. Anh Vinh giữ lại con. Anh Vinh. Ừ. Một cô gái thanh xuân mơn mởn mà bây giờ đã trở thành một bà lão. Nhìn mấy nhỏ trẻ quế chi. Nhỏ không đi học hả con gái? Dạ. Thấy người lớn nhường chỗ cho ngồi chứ có lý nào tao xích tới mày kéo cái ghế đi mày. Con xin lỗi bà, con tưởng bà trồng cây á. Con chừa chỗ cho bà trồng.